Trịnh Sảng kiện Weibo sau lùm xùm mang thai hộ và bị phong sát. Mới đây có truyền thông cho biết, cựu minh tinh Trịnh Sảng vừa đem đơn kiện Weibo, trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc. Được biết nguyên nhân dẫn đến vụ kiện cáo này là do tranh chấp trách nhiệm pháp lý vi phạm trực tuyến. Theo lời tường thuật của phía Trịnh Sảng, tất cả các chủ đề liên quan đến việc nữ diễn viên nhỏ mang thai hộ và bỏ hai con, gọi tắt là sự kiện 118, đều có thể tìm thấy trên trang mạng xã hội này. Nhưng bài lên tiếng thanh minh của cô lại bị xóa khỏi hot search trong vòng vài giây. Chính vì lý do này, bên phía Trịnh Sảng cho rằng quyền và lợi ích của cô đã bị xâm phạm. Vào tối ngày 18 tháng 1, Trương Hằng đăng trên trang cá nhân ảnh bên hai đứa trẻ, cho biết anh ở Mỹ hơn một năm qua để chăm lo cho hai đứa trẻ vô tội. Sau đó một người bạn của Trương Hằng nói đó là con của Trương Hằng và Trịnh Sảng, hai người từng bí mật kết hôn và sẽ ra tòa giải quyết tranh chấp ly dị vào tháng 3. Bạn của Trương Hằng cho biết Trịnh Sảng và bạn trai sang Mỹ nhờ mang thai hộ, hai đứa trẻ đã hơn một tuổi. Trương Hằng muốn đưa con về Trung Quốc nhưng Trịnh Sảng không phối hợp làm thủ tục để hai bé được nhập cảnh. Người này đưa các giấy tờ chứng sinh của hai đứa bé, thông tin phần mẹ trùng khớp tên tuổi Trịnh Sảng. Ngày 22 tháng 1, QQ tiết lộ những hoạt động mới của Trịnh Sảng trên trang cá nhân sau lệnh đóng băng hoạt động nghệ thuật từ Tổng cục Quảng bá Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc. Theo đó, trên mạng xã hội chia sẻ video Douyin TikTok của Trung Quốc, cô đã thay đổi ảnh đại diện và phần giới thiệu của mình đính kèm những biểu tượng và ký hiệu dễ thương. Người hâm mộ cho rằng cô đang muốn chuyển sang làm hot girl mạng. Đáng chú ý, trên một ứng dụng chuyên buôn bán đồ cũ, nữ diễn viên cũng bật chế độ bán hàng và nhanh chóng khiến dân mạng bàn luận sôi nổi. QQ nhận xét tinh thần của Trịnh Sảng dường như vẫn rất tốt, không chịu ảnh hưởng gì dù chịu cảnh đóng băng mọi hoạt động. Nhiều người mỉa mai sau phim Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên vẫn đam mê kiếm tiền và nhanh chóng có phương án chuyển nghề bất chấp chỉ trích. Đặc biệt phần lớn dân mạng và các trang tin đều tỏ ra ngán ngẩm trước thái độ dửng dưng của cô sau tất cả lùm xùm thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con. Nhiều bình luận chỉ trích Trịnh Sảng, tố chất tâm lý này thật sự ngưỡng mộ, cô ta không hề sám hối, Trịnh Sảng từ đầu đến cuối dường như không cảm thấy mình sai, trong lời nói hay hành động không có thái độ xin lỗi hai đứa con của mình, thực sự là không nói nên lời. Người đẹp 9X bị người mộ quay lưng, mất sạch hợp đồng quảng cáo và phải đối mặt với số tiền thiệt hại lẫn bồi thường các bên đối tác lên đến 200 triệu nhân dân tệ, khoảng 715 tỷ đồng, Trịnh Sảng còn bị kiện vì khiến tác phẩm không thể phát sóng. Thực chất, Trịnh Sảng cũng là một trong những sao Hoàng ngữ có khối tài sản khổng lồ. Cô bước chân vào showbiz hơn 10 năm, sở hữu 4 căn nhà sang trọng với tổng giá trị hơn hàng trăm triệu nhân dân tệ. Riêng căn nhà cao cấp ở Thượng Hải của cô đã trị giá khoảng 150 triệu nhân dân tệ, gần 534 tỷ đồng. Đồng thời, Trịnh Sảng còn đầu tư vào các công ty do mình đứng tên và chạy show liên tục. Năm ngoái, cô tham gia hơn 20 chương trình giải trí và 3 năm liên tiếp nằm trong top 100 người nổi tiếng nhất Trung Quốc theo Forbes China. Với khối tài sản trên, nhiều người cảm thấy khó hiểu khi Trịnh Sảng chối bỏ hai đứa con mà cô thuê người mang thai hộ ở Mỹ. Vào trưa ngày 21 tháng 1, một đoạn video quay lại cảnh nữ diễn viên nói tuyên bố giải nghệ đã ngay lập tức khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Bên cạnh đó, Trịnh Sảng và tình cũ Trương Hằng còn vướng tin đồn chưa thanh toán đầy đủ cho bên dịch vụ thuê người mang thai hộ. Cả hai đều chưa đưa ra bình luận gì thêm. Vào ngày 2 tháng 3, một cư dân mạng đã đăng tải thông tin tiết lộ Trịnh Sảng có thể sẽ ra mắt tại Hàn Quốc. Người này cho biết, bộ phim Người tình phỉ thúy của Trịnh Sảng hợp tác cùng nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jong Suk tuy không thể phát sóng tại Trung Quốc nhưng lại được trình chiếu tại xứ sở kim chi. Phản hồi về bộ phim của khán giả xứ Hàn là rất tốt, giúp tên tuổi của nữ diễn viên ngày càng được nâng cao ở thị trường này. Cũng theo nguồn tin cho biết, Trịnh Sảng hiện đang có mối quan hệ thân thiết với Lee Jong Suk và nhờ thế mà liên hệ được với một công ty giải trí tại Hàn Quốc. Nếu thành công, Trịnh Sảng có thể ra mắt tại Hàn. Trước tin đồn này, netizen xứ Trung không ngừng bàn tán trái chiều. Người cho rằng việc này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi Trịnh Sảng hiện đang đến bước đường cùng, cô phải đối mặt với mức bồi thường rất lớn cho các nhà sản xuất, đồng thời thiếu hụt kinh tế vì không thể hoạt động nghệ thuật. Số khác lại cho rằng việc Trịnh Sảng ra mắt tại thị trường Hàn Quốc là có thể. Song thu nhập của nghệ sĩ Hàn so với Trung là một trời một vực. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé. Thật ra với nét đẹp của Trịnh Sảng thì khá phù hợp với thị trường Hàn Quốc đó chứ. Quan trọng họ có chấp nhận một người như cô ấy hay không thôi. Nực cười, tưởng debut tại Hàn là dễ lắm sao, netizen Hàn Quốc còn khắt khe hơn Trung Quốc đấy nhé. Không liên quan, nhưng không có vụ này thì tôi không biết Người tình phỉ thúy đã được chiếu rồi đâu. Thực sự có cơ hội debut ở Hàn à, mọi người không nói quá đấy chứ. Hàn không vung tay cho nghệ sĩ nhiều như Trung, Trịnh Sảng debut ở đó cũng không đủ tiền bồi thường hợp đồng đâu. Hiện tại, netizen xứ Trung vẫn đang không ngừng xôn xao về thông tin Trịnh Sảng sẽ ra mắt tại Hàn Quốc. Còn bạn có suy nghĩ gì về việc này?